Hello, xin chào tất cả bạn. Chào các bạn đã đến với kênh YouTube Review Ba Miền. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau vào bếp để làm sữa hạt sen táo đỏ. Cái công dụng của hạt sen đấy là chống viêm, giúp dễ ngủ, giúp làm đẹp da, điều hòa cholesterol và đường huyết ở trong cơ thể. Ngoài ra thì hạt sen còn giúp bảo vệ cái đường tiết niệu của mình nữa. Còn cái công dụng của táo đỏ đấy là chống viêm này, làm đẹp da này, ngăn chặn ung thư, kích thích hệ miễn dịch, bảo vệ gan, chống oxy hóa và bảo vệ cái đường tiêu hóa nữa. Đấy là những cái công dụng của hạt sen và táo đỏ. Trong tất cả những cái video về sữa hạt của mình thì mình vẫn thường khuyên mọi người đấy là sữa hạt và sữa bò nó hoàn toàn khác nhau. Cho nên là khi các bạn nấu sữa hạt thì các bạn không nên bỏ sữa bò vào để nấu chung. Bởi vì nếu các bạn nấu chung như thế thì nó sẽ thành là sữa bò mix hạt rồi, chứ không phải là sữa hạt nguyên chất 100% nữa. Và khi chúng mình nấu sữa hạt ấy thì tuyệt đối không được bỏ đường tinh luyện. Bởi vì nếu như các bạn bỏ đường tinh luyện vào trong quá trình nấu sữa hạt ấy thì cái cối nấu sữa hạt của bạn sẽ bị cháy. Vì thế mà nếu như các bạn nào mà không có đường phèn ấy thì các bạn hãy nấu sữa hạt mà không bỏ đường vào trước, và khi nấu xong thì các bạn hãy cho đường vào. Ở đây thì sữa hạt mà nhà nấu ấy thì sẽ không có chất bảo quản, cho nên là khi các bạn nấu xong thì chỉ bảo quản được ở trong ngăn mát tủ lạnh là 3 ngày thôi. Quá 3 ngày thì uống sẽ không ngon nữa và nó bị hỏng rất là nhanh. Nguyên liệu hôm nay chúng mình có đấy là nước này, hạt sen, táo đỏ và đường phèn. Chúng mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Hiện tại ở đây thì mình có đấy là hạt sen mình đã ngâm trước rồi, và nước và đường phèn. Thì táo đỏ ở đây mình lấy 7 quả thôi, bởi vì mình muốn là lấy màu cho sữa nữa. Và trong táo đỏ thì khá là ngọt rồi, cho nên là đường phèn mình cũng sẽ cho ít thôi. Và khi các bạn nấu thì các bạn hãy nêm theo khẩu vị của gia đình mình nhá. Bởi vì ở trong táo đỏ nó đã ngọt rồi, vì thế mà khi mà mình bỏ đường ấy thì mình sẽ bỏ ít đường hơn. Các bạn sẽ nêm độ ngọt theo cái khẩu vị của gia đình mình nhé. Mình sẽ nêm khẩu vị ngọt theo gia đình mình thôi, và gia đình mình thì không thích ăn ngọt lắm, cho nên là mình sẽ nấu theo cái khẩu vị của gia đình mình là ít ngọt. Thank you.
Thank you.